Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4, tuần 32, trang 91, 92, chính tả. Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh một trong hai mẫu chuyện dưới đây. Biết rằng, một, những chữ bị bỏ trống trong mẫu chuyện sau bắt đầu bằng sờ hoặc sờ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền những cái chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh hai cái mẫu chuyện dưới đây. Thì mẫu chuyện thứ nhất thì chúng ta sẽ điền những cái chữ bị bỏ trống này ở trong mẫu chuyện này bắt đầu bằng sờ hoặc là sờ. Thì các em chú ý phân biệt giữa sờ và sờ, rồi điền những cái tiếng có chứa sờ hoặc là sờ vào những cái chỗ trống này sao cho phù hợp. Như vậy ở câu 1 này, chúng ta sẽ điền những cái tiếng bắt đầu bằng sờ hoặc là sờ. Chúc mừng năm mới sau một thế kỷ. Ngày 4 tháng 1 năm 1889, ông Colin từ Australia gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Woodruff ở thành phố Aberdeen, nước Anh. Không hiểu vì mãi đầu năm 2001. Như vậy ở đây các em sẽ điền tiếng có chứa sờ hoặc là sờ. Như vậy không hiểu như thế nào? Không hiểu vì sao? Không hiểu vì sao? Như vậy các em sẽ điền ở đây là tiếng sao. Tiếng sao có chứa sờ ở đây. Không hiểu vì sao mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm, 2 năm năm sau đó, tức là 112 năm sau đó, tấm bưu thiếp mới đến được Aberdeen. Các nhân viên bưu điện sở sương mù. Như vậy ở đây các em sẽ điền là xứ sở sương mù. Các nhân viên bưu điện xứ sở sương mù đang gắng tìm con cháu của cụ. Như vậy đang gắng sức tìm con cháu của cụ Woodruff. Để trao tấm thiếp và xin lỗi vì sự chậm trễ này, Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là chúng ta cũng điền những cái chữ bị bỏ trống ở dưới đây để hoàn chỉnh cái mẫu chuyện này. Thì những cái chữ bỏ trống ở trong cái mẫu chuyện số 2 này, chúng ta sẽ điền những cái tiếng có chứa O hoặc O. Thì các em chú ý phân biệt giữa O và O, rồi điền cái tiếng có chứa O và O thích hợp vào chỗ trống dưới đây. Người không biết cười. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu chuyện nói dí. Như vậy, các em sẽ điền những cái tiếng có chứa O hoặc là O vào đây. Như vậy, những cái câu nói dí dỏm. Những câu nói dí dỏm. Những mẫu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ chúng như vậy, trong một lần gặp gỡ
Công chúng mắt tuyên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép. Mặc dù ai nấy cười ngã cười nghiêng, mãi đến lúc ra về, mắt tuyên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi trò chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng. Như vậy buổi trò chuyện vì chỉ muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.